Vua Cá Coi Thắng Ngô lộ dấu hiệu nói rõ chuyện hôn nhân với ca sĩ Hà Thanh Xuân. Sau nhiều tin đồn trục trặc tình cảm với ca sĩ Hà Thanh Xuân, cuối cùng thì Vua Cá Coi Thắng Ngô cũng đã ngầm xác nhận tình trạng hiện tại của cặp đôi. Thời gian qua, cư dân mạng bỗng xôn xao tin đồn vợ chồng Vua Cá Coi Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân đang gặp trục trặc. Lý do vì nam doanh nhân khóa tài khoản mạng xã hội cũ, lập ra tài khoản mới và chỉ chia sẻ chuyện công việc chứ không còn đăng ảnh hay video với vợ như trước kia. Cùng lúc đó, ca sĩ Hà Thanh Xuân cũng chỉ nhắc về cuộc sống một mình bên Mỹ, đề cao người phụ nữ độc lập và tránh nhắc đến chồng dù khán giả hỏi đến. Điều này khiến nhiều người suy đoán hai vợ chồng đang có vấn đề nên mới né tránh đối phương, trong khi trước đó họ thường xuyên khoe ảnh tình tứ, nói những câu ngọt ngào về nửa kia của mình. Việc cả hai người không lên tiếng đính chính, mà chỉ úp mở rằng không muốn nói gì về cuộc sống riêng tư càng khiến tin đồn thêm bùng nổ. Nhưng mới đây, Vua Cá Coi đã xuất hiện với chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, nhưng ngầm xác nhận cuộc sống của hai vợ chồng vẫn ổn. Thậm chí khi có khán giả để ý đến việc Thắng Ngô còn đeo nhẫn, nam doanh nhân còn khẳng định anh có vợ. Như vậy có thể thấy vợ chồng Vua Cá Coi Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân vẫn đang bình thường, không gặp trục trặc như nhiều khán giả nghi vấn. Tuy vậy, mọi người vẫn mong sớm nhìn thấy ảnh hay video hai người hạnh phúc bên nhau như cặp đôi vẫn thường làm thời gian trước.